Xin chào quý vị, xin chào anh em. Cửa hàng mời anh em theo dõi cửa hàng giới thiệu một mẫu ly của dòng Victor. Mẫu ly này cửa hàng có thể chia sẻ với anh em, nó là một trong những mẫu ly rất vừa tiền nhưng có chất âm thuộc dạng hay, thuộc dạng rất hay luôn trong tầm tiền anh em ạ. Victor ZRS41. Những gì chất âm nó sẽ thể hiện ở trong video. Trước tiên thì cửa hàng giới thiệu qua nó đã. Đó là mẫu ly ZRS41 công suất 160W, thiết kế đánh hai đuôi loa AB cộng B, 4 sò sắt, 4 triệu đồng. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ xuyên mình bên lâu. Tiếng rất lực luôn anh em ạ. Mặt phay nhôm, xước sát tí tí ở đâu là có, nhưng mà góc cạnh là mượt mà. Trên mặt không có điểm nào xước lớn. Con này còn lau chưa sạch anh em nhé. Giả sử anh em có thể thấy những cái vết vàng vàng này. Đó. Gồm rất nhiều đường vào tín hiệu AUX, phono, tuner, hoặc là đường tép 1, tép 2. Đó. Mù tình tiếng nhỏ, có lao lớt, bát chép, cân loa đây, vế trái, giữa, vế phải. Các chức năng của âm ly thì đang hoạt động bình thường hoàn hảo. Một con âm ly sò sắt. Cái dòng Victor này thì nó nổi tiếng về chất âm hòa trong sáng. Âm ly được thiết kế đánh AB cộng B và trở kháng từ 4-16. AUX tuner, đó là những đường vào cơ bản. Thông tin đây, 160W, sản xuất tại Nhật Bản. Đó. Mời anh em cùng ngắm chút nội thất, các bác đợi vài giây nhé. Cửa hàng quay rất rõ và giới thiệu rõ, anh em nếu có nhu cầu thì xem kỹ. Các bác có thể nhìn thấy là sắt xi bạch màu, những con nó làm sắt xi thì trông bên trong nó khá mới. Đó. Đặc biệt có con này nó có hai cái tụ lọc và cái bộ nguồn của nó cực kỳ khủng luôn anh em ạ, to vật vã luôn. Con này bê rất nặng so với cái kích thước của nó có anh em nhé. 4 sò sắt chữ đỏ bám vào tản nhiệt đây. Hai hàng tản nhiệt nhôm, ốp vào hàng tản nhiệt nhôm màu đen. Một nguồn to, một nguồn nhỏ. Nội thất xịn sò, chức năng ok. Giá thì rất bình dân so với chất lượng âm thanh mà sản phẩm mang được. Nhìn bộ nguồn và tụ lọc siêu đã mắt luôn anh em ạ. Chỉ 4 triệu đồng thôi, nhưng cái chất lượng âm thanh nó mang lại thì lại gấp, ít nhất là gấp đôi anh em nha. Ít nhất gấp đôi về chất âm luôn con này. Và giữa mãi tận đây con. Tiếng mềm, trong rõ ngọt. ZRS41 sò sắt. Anh em mua hàng thì có thể đến tận nơi hoặc là đặt cọc cửa sẽ gói gửi cho anh em. Anh em có thể chơi vào những đôi loa to đều ok nhá. Bát 30 không phải nghĩ, kể cả loa cổ bát 40. Còn những loại bát 20, 25 không thành vấn đề. Xin cười lên trên. Chờ ngày mưa.
thôi rời. Tiếng trống rất đậm đà. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.